Chào cả nhà. Thì cả nhà ơi, bữa nay xuống đọc trên mời mình cũng đi săn bắt nữa mà chưa biết kết quả như thế nào. Bây giờ là mình đi cái hướng này đi. Đi anh Sáu ơi. Mình xin chào cô chú, anh chị. Hôm nay xuống lâu rồi không có xuống bắt ba. Nay xuống thăm bắt ba thì bác ba cũng gỡ cái băng chỗ cánh tay rồi, chỗ thầy người ta làm thuốc á thì nói thì cũng ổn rồi, cái cánh tay như nó bình phục mà được 90% rồi. Rồi uống thêm vài lần thuốc nữa, chừng có khoảng 10 ngày nữa là sẽ bình phục như bình thường. Thì bữa nay ở xóm á, người ta có nhờ bác ba, như bác ba lớn tuổi á, nhờ bác ba đi coi coi dâu giùm. Chắc mình đi sang bác rồi, bác ba cũng đi xe về mình làm cái món gì đó cùng bác ba làm xương xương và lý. Lúa này cũng xạ chắc cả 5 ngày. Dưới quê của mình thì thường thường trong gia đình có người lớn tuổi thì mình đi coi mắt mà nàng dâu thì trong gia đình sắp xếp đi được, còn như gia đình mà không có người lớn tuổi thì phải mượn nhờ ở xóm thôi, trong dòng họ có người lớn tuổi ra ngoài bên đàn gái bên để nói chuyện á. Tết giờ là bắt ba đi coi là 3 lần à, ở sớm tới nhà rồi á. Coi giùm coi chứ đừng coi giùm bắt ba nha. Hàng đó đó, hàng bóng đó, hàng dứa. Cái hang phục phục nãy ngon quá mà còn ếch nó không ở thì tỉnh ở nãy ăn đó hả? Hôm gài em ăn ếch bự không đó anh ơi, hôm nay làm như có anh là ăn ếch con không con nó nó mềm dễ bầm hả? Cũng mềm. Con ít nữa anh ơi. Chê nãy giờ chê cũ hoài nha con.
Nó ưỡng gì? Chê cũ hoài. Sâu vậy đó nó tới bự. Sâu cũng có bự. 20 con đó. Sao? Sao? Ném lại liền. Con lấy cái len kìa con ơi. Móc tay hoài chắc ăn được con ếch chắc hư cái tay quá con. Tới hả? Cũng được. Ôi có nó trọng rồi. Sao ba con gì giống kiếm ba phan với hai? Phải không? Ừ. Ếch anh Sáu ơi. Ồ, vậy nè không? Dạ. Ủa, chút xíu nữa là được dĩa mồi vậy. Lấy len không con? Anh thấy cái hang nó nhỏ nhưng mà có dấu láng vô lên nó có chứ. Tại con ếch nó nông hay giếng lắm. Hang nó nhỏ nhưng mà ếch nó trọng. Bác Sáu ơi, bác Sáu ơi. Lụm đó bác Sáu. Qua tiếp sao? Cua. Ừ, con cua được hên nha. Trời ơi, tội nghiệp ghê cua con. Dữ lắm. Móc tới cái sình non là mới tới nó dữ. Rút cái sình non vậy luôn á. À. Hay quá. Cái gì đó em? Cua ếch. Trai cũng được con ớt. Đâu dẫn lên các ơi. Ủa. Đó. Giờ mình đi chở vô cái hướng này. Đó. Nãy giờ cũng bộn mà đó anh nha. Mới vô mở hàng liền hả? Ôi nằm ngoài luôn hả? Nãy giờ lâu lắm rồi. Tính cũng không có nữa. Trời. Quá bé, con đua quá bé. Thôi tha đi. Con ếch không biết.
chắc ăn là có con cua phải không? Con hết luôn. Cũng sang thục hết. Tay cũng quá bự. Con hết luôn hả? Hết nằm dưới con cua nhỏ xíu hả? Thì móc con cua lên. Cố lên em. Bắt con này nữa mình vô được quá sao? Mình đụng con ếch trước. Ủa sao hết vậy? Ếch nhào lên cái gì? Hay ta. Đúng lên đó. Cái tay tôi mà còn móc lên không được rồi. Thằng mình. Thần ký quá. Giữ á. Ếch thụt xuống. Bắt cua gán. Cua mà nhặt móc. Mới đụng ảnh nè nè nè. Cái tay thọt xuống không được nữa. Quá nắng. Móc nằm móc con cua lên kìa. Tao thọt vô mới đụng cái đầu ngón tay sao quá. Con cua bỏ bé. Này chắc cái này chắc chết con ếch luôn quá. Cái chân sỉnh mình nó mới kêu mình rút cái tay lên cho nó hết, nó lạc. Rồi rồi thọc xuống rồi. Xuống. Quá vậy. Lú đầu ở trong, lúc ở trong. Chắc không thấy được à. Hì trong hang trong. Đến. Cũng phải cái gì đâu trọng mà sao không chui xuống cái hang nhỏ vậy. Lên coi mà chẳng xuống hoài. Gì mà nhướng tôi dính ông. Không ra lấy ngoéo ngoéo chú sang. Mới đụng được cái đầu đó không sao nắm. Lấy ra đây con lấy ngoéo ngoéo. Cho mau. Móc lên đi. Không chấp. Không chắc hết nổi rồi. Anh nông cái tay giết tiêu con ếch rồi còn đâu nó phóng. Cái đầu rồi wow rồi không được. Gì không hả? Sâu. Dính không? Hết nhỏ nó nhảy vô tiếp nữa. Vô nữa hả? Đậm banh cái bọn cái nhảy vô hoài. Vậy mà cũng chảy xuống nữa hả? Lòi cuộn lên. Không lòi đâu. Có ấy không? Có dính không? Dạ. Móc gì? Ở đâu? Dính. Hả? Chúng da ảnh đau chọt lắm. Ếch đực này nó lên. Rồi phải không? Rồi vô chơi nắng quá. Rồi vô. Bây giờ cũng chưa cả nhà. Mình giờ vô cả nhà. Rồi. Hả? Bắt được rồi. Có con mày lớn vậy nè anh. Con nãy coi vậy mà tiếp tục. Quá đẹp ha. Quá giấy. Đây là số ếch hồi sớm mình đi bắt nè. Chắc mình ký mấy cũng mằng xong rồi. Ếch này chút xíu nữa mình sẽ bầm rồi mình sẽ xào với lá cách. Còn đây là cái má heo, bữa nay mình xuống mình có mua cái má heo rồi, để má heo mình luộc xả. Đây xả mình cũng cho vô nồi rồi với thêm đập dập củ hành á, luộc nó cho nó thơm. Này chắc mau rồi ha. Mau. Cái nước này nãy em nêm rồi luôn, nó có gì chục trang ăn cơm cũng được. Nêm để nó được ngọt được không có ha, bác ba có ha.
sao? Để muối rồi một vô luôn nên dạ, con nãy con để rồi đó. Sao mà kèo sang. Lá cách chú sang ngâm muối. Ngâm nữa muối hả chú sang? Bây giờ để con nó thiên nhiên em ơi, khỏi ngâm muối cũng được, rửa sạch ra được rồi. Giờ để con bầm hết. Điểm quá ha. Sớm giờ bác ba đi công chuyện cũng về tới rồi. Đất này coi cháu dâu thấy sao rồi bác ba? Cũng được. Cha mẹ nó thận thì mình thận, cha mẹ không thận mình cũng không thận được. Hồi Tết tới giờ là ba rồi. Ba rồi. Là mình hình như cô dâu không phải không bác ba? Ba dâu không. Mà... chứ chưa có gả. Chưa có gả. Ba cái là tết của quả như thế nào anh? Tốt. Tốt hết trơn luôn phải không? Ừ, tốt. Vậy là chắc ăn. Ba dạy ra chú chắc ăn. Để cho nó nguội đằng chút nữa mình sạch ra. Rồi cái nước này chút nữa mình để miếng tiêu với miếng hành vô ha bác ba. Húp. Đập cái này đi. Cái này. Có chưa dầu không? Nghĩa ngủ chưa chưa nha? Ngủ chưa? Hả? Sớm giờ không thấy ngủ nó rồi hả? Cờ. Quen không? Quen không? Ơi. Cái gì chứ chỉ là cho cái hành vô. Rồi nó chắc rồi. Để vô cái nóng nước tẩy vô tiêu để hành vô. Đó, hành cha con mới gửi vô kìa chứ. Để kéo sắt vô. Sao? Kéo lên vô. Này coi bác ba lấy lại phong độ chưa không? Lấy lại phong độ như ngày nào coi. Yeah, vắng trên sân cỏ lâu quá. Tại ông còn quậy ly chia nè. Quậy ly chia. Thấy gì mà bầm ra cũng nhiều hết trơn bác sắc. Đúng không? Này chắc chút mất lấy muỗng mình múc quá bác ba. Múc. Cái muỗng múc vô cái bánh tráng á. Ờ, múc vô chứ. Múc gói mới được chứ, không múc lấy gì gói. Cái món xào cũng xong. Chắc được cái dĩa. Dĩa thủ. Coi là cách vô cho mình gói nó thơm. Cộng thêm rau sống vô nữa. Nóng không bác ba? Bây giờ vậy bác ba để cái dĩa lên trên cái xe đi, cái đầu mình lấy cái chảo mình chắc ra. Mình cũng sắt xong cái dĩa má heo. Còn chú ba bữa nay làm chén nước mắm là vịt đó. Lát thử rồi. Lát thử hả? Phải thử rồi đó. Ăn luôn chứ thử gì nữa. Dính nhẹ không chú? Chút đang chài kiếm vàng cá chiều nấu canh chua hay gì đó ăn cơm. Rồi giờ cũng lên ba. Mình cũng nói gì đi, hôm nay cũng hơi lâu. Bữa nay anh em cũng xuống đây cũng bắt được mớ ếch mình xào lá cách với đồ cà heo gói bánh tráng. Anh em cũng hợp lại mình làm xương xương nó chút đỉnh, bởi vì cũng lâu lắm rồi mới xuống đây mới làm được tôi. Thì thôi giờ mời trước thì mời cả nhà với anh em dùng bữa. Rồi mời cả nhà. Mời năm mời cả nhà đó. Vô. Ôi ôi thì cả nhà ơi, thì quá ngon. Hôm đó tới nay từ cái bữa đám giỗ nhà của tôi thì anh ba anh lên, rồi tới bữa nay thôi lâu quá rồi xuống thăm bạn già chứ cũng nhớ chứ không phải là ngờ thêm là anh Sáu nữa. Ở dưới này có mấy lão tiền bối nha, có mấy anh em mà
Nghĩa đâu à? Nghĩa là sao nhắm được không? Nhắm được không? Thấy nhai ngon quá vậy. Giòn rồi hả? Đúng rồi, nó bắt ba. Còn cái bánh tráng này con thấy nó ngon ha. Ngon lắm. Nãy bác ba nói ở đâu con quên rồi. Tây Ninh. Bánh này ở Bình Thuận. Bình Thuận. Của con bác ba gửi về. Của nhỏ nó gửi về. Dung nước sao? Dài lắm ông ơi. Ngồi cả nhà. Con không nước rồi ông ơi. Bệnh mà cầm một tay lắm. Ghê trời. Vậy là bác ba đừng có nhập đôi nó lại, nhập đôi nó lại nó dài quá. Mình gói cho nó dài ra luôn á. Để dài luôn. Để dài luôn mình được á. Mình gói không được mà. Tràn nước ăn. Nó cũng vô trong đó hả bác sáu? Dài lắm em. Lấy cái giá gì đó chú Sang múc vô. Múc vô. Chắc thì sao dính được. Ta phải đảm vậy nè, phải chụp thôi. Thân của mình ra đồng. Thôi cho nó mặn đi, mặn nó mới đậm đà. Nguyên quýt tới dĩa đâu mà. Nhẹ đi lên, kêu xách cái dĩa nhỏ nhỏ xuống ấy, mới thịt cho bác ba. Ba không quan đâu. Cho Nghĩa với Xuyên á. Nó dưới nó ăn chứ bả để sao rồi sao như vậy dài lắm rồi trời ơi gấp đôi nó dài quá trời vậy gấp đôi nó dài lắm mà cố gì không thua tao à quá trời ơi không thấy chuyên nghiệp chưa chân là bắt sáu được con chén rồi đó đó gói cái nữa để thôi nó cô chú Sang cũng hơi bị dày nè dài à. Dài quá, mình lắm. Sao nãy anh thấy em làm cái miếng dài lắm, bây giờ làm ngắn vậy? Mà cả nhà dùng... Vậy là nó không có thấm đâu, cái này ta mới... Nước cái coi, ừ. Quên. Dài không? À. Trắng rồi. Dài rồi. Dài rồi. Dài rồi. Dài rồi. Vậy là mình quấn cho nó mỏng lại, dài ra. Ông bà coi khéo quá. Gọi như mấy đánh chẹt vậy. Quay mà bún này chăn nước này quá im ơi Minh ơi. Dạ. Quay qua coi nhà. Đó. Lấy cái dĩa đi con. Được vậy là con thấy là mềm rồi đó bác ba. Anh đừng có cóp lại là được không? Nước hả? Nhúng mình chắc nó trước đi ta cuốn. Đợi nhúng sao cuốn được? Em nhẹ. Trời ơi là trời. Không đẹp vui. Có bà gái dạ. Đó nó mềm đó bác ba. Làm một lớp như nó mềm không mình thấy là lớp nó làm thì không chết luôn. Em nó nóng như chén ăn luôn à. Nè em. Con trai nó cảm ơn. Tặng em 4 rồi. Thôi để gói nguyên cho ăn cắn rồi đưa tôi hả? Đủ em dùng có cái bổ dùm vậy. Thôi chê để thôi để làm cho. Để anh gói cho em cái. Rồi. Ăn uống ta hả? Vô. Cái dĩa bên lớn nè. Con lấy cái dĩa. Trời quá. Gì đâu cay. Ơ? Nước mắm cái gì? Rượu cay. Rượu nó cay chứ không phải ớt cay. Rượu nó cay chứ. Từ hôm đó nay rồi về anh lấy thuốc rồi kết quả làm sao anh ba? Thể như là 95% đó. Bữa nay là ngon lành phải không? Cái nhưng ngon lắm nhưng mà cái da cục ê nha. Phải nói đâu nó rõ ràng. Bởi vì cái không phải chỗ, có thời gian nó bình phục lại. Cái chỗ tỳ á là nó phải đau rồi chứ nó không bao giờ nó hết được. Dạ. Nó vậy đi từ lần không không từ từ. Nó giờ đi hồi chụp hình lại luôn. Nửa tháng. Qua tháng này nó chưa được tháng. Từ. Bởi vì theo đúng rồi. Coi cuốn nhật tới nữa là 4 tuần. Dạ. Yeah. 4 tuần tháng rồi. Thì 4 tuần á. Sao gung dữ vậy?
thôi, nó bụi làm như đói vậy cho nó luôn con. Con nó bình nào vậy vậy? Nào giờ vậy đó ơi. Dạ bị thiếu canxi. Hả canxi. Thiếu canxi nặng luôn. Rồi cảm ơn anh Ba nha. Nhúng nhúng vô đây cho nó mềm chút. Nó giòn quá giòn rồi. Nó giòn. Ừ. Cái đó là anh Ba anh tặng cho anh Sáu. Chú Sang, lấy mới thịt cho Nghĩa xin. Rớt kìa, gấp ra. Ừ. Ừ. Làm vậy nè. Cho vô chén luôn. Đừng khắc không. Chắc cứu. Giờ anh cho bún vô, anh xé bánh chán để vô chan nước mắm vô. Nó cũng vậy à. Nó lâu quá. Cái đó. Nó cũng vậy à. Ừ, cái đó ừ, cho vô rồi cái chế nước mắm vô với mỡ thịt đó, đưa vô cái rửa thì cũng y ra vậy thôi. Tao lại dưới. Thôi đi. Ba, ông có tôi tao lại dưới. Trời nhúng nước, ông nhúng nhiều quá nó dữ. Chỗ thừa trời. Cầm đi. Đó tao không ăn, biểu ông nhúng nước thì nhúng lấy ra liền tao ăn. Cầm đàng hoàng đấy cái đổ. Lên đi. Mình thấy nó mỡ gì mà nó không phải là cái như mấy mỡ kêu phải không? Nó mềm mà nó ngon. Nó vừa mềm mà nó vừa giòn. Cái món này bữa nay là thượng sách. Ừ. Mình bầm nó cũng nhận nhuyễn thiệt ăn. Hôm nãy không chưa cho nhuyễn đó anh. Nhuyễn quá là mình dở. Cũng chưa nhuyễn không nói con bầm như nó. Cái này cái gì nó vừa. Vừa quá. Đừng nhuyễn quá. Nhưng cái này em biết không? Ăn mà nó không có cái này nó không tiêu. Thử mình vô đi. Vô. Một, hai, ba, vô. Nó cho tôm thủ vậy tới. Đợt này thấy gà cũng ít lại bác ba. Sao mà đều gà tao thì từ nay chấp lên á. Coi từ tháng 5, tháng 7 rồi á. Nếu có khách là có gà. Bị gì tao có đường cạp. Dạ. Cạp gà mái ngon lắm à nghe. Gà mái chiến á. Thôi vô. Mình là mình chơi gì nè. Giữ cố à, bán hết rồi. Bán xuống không bây giờ ăn tôi còn một cặp để lên gì. Ừ. Đó giờ thì đường rau rau vô. Rau vô. Rồi nữa, rau vô. Rồi bún đâu? Ừ. Rau đi. Để bánh tráng vô. Cho rau vô. Rồi, kìa. Đó. Cặp gà vàng á. Dạ nó để anh thích được ơi. Ừ. Làm giống mà bác sao giống hả chưa ăn được mà mọi việc làm giống mấy tháng mới mấy tháng nè mẹ nó đẻ được bài nữa rồi vậy là cái này là con của cặp gà trước luôn hả qua con gà khác chữa đó, ông đọc ở trống này đây nó lớn con lắm nè bốn ký mấy gà này bốn ký mấy không cái bài này cha khác cảnh này chắc đi chợ mua thêm lố ly rồi mất tiêu mẹ tao hết rồi nghỉ mới có mười mấy hai chục bữa mà mất ly hết giờ không phải lạc tụi đó chứ không để nhà con được luôn thử ông cũng để đâu rồi chết số không biết đâu có đây mình sẽ nhìn hai đội quả tiễn đang gói sao mà cái này nó có như cái nhựa hàng sao nó dính không bác ba cái chán đó, vậy nó dính nó là phải vậy đó cái gì ra đầu heo hay là cái đầu con heo cũng vậy đó mày cắt ra mày để còn nó dính là lâu lâu mình vô muộn mình quất một cuốn chừng cỡ bằng bột giò vậy đó nếu khéo mà tôi nhớ nó gói đẹp lắm mà sao mình gói sao không gói đẹp không gói bự quá bự nó không có đẹp quá, đâu bự quá, nó không dính mà mình hay đó mình gói vậy là ok đó giao chắc là đẹp đâu dài công hạ nó mình công hạ để gói sao đó bác ba ô bác sợ sợ nó bự quá nhỏ mà dài không chứ chứ không phải là bự mà nó ngắn à đó đâu rồi vô một cái đang con vô cái gói này các bác ba có cái nước cho nó dính lại bây giờ gót mới dột à tao uống nhau con uống một ly uống có nhiêu mà đủ cái hết thôi vừa thôi quá, quá, quá. Mà nhiều mà làm quá hồi cái xỉn nó đủ chưa chưa trời ơi
Hết rượu rồi, nói mẹ hết rượu rồi. Có kêu không? Có. Cũng té rồi chú Sang. Mới có 1 ly à. Ông trai dạ. Dạ chú Sang ơi. Chứ không làm gì mà vòng mà muốn té. Không làm giờ muốn hiểu không? Vô vô. Vô. Chấm cái coi. Bây giờ. Nóng à. Thoát ra. Có gì nữa. Rớt đi. Có gì nhiều nhiều ơi. Cảm giác sao con? Cảm giác sao? Phê. Phê quá phê. Ngon cái gì phê. Mình tính nồi cái thịt này nó dai mà nó không dai, mình gói bánh tráng mình cắn nó không có dai, nó không có dai. Anh Sáu mình chỉ biết vậy thôi chứ không có gói cả nhà ơi. Đó vậy đó. Cái ớt này mà mình xào với lá cách ăn nó có cái mùi đặc trưng riêng rồi. Nó không phải vậy thôi. Cái gì nó cũng phải có cái mùi của nó hết. Thôi khỏi chia. Để luôn. Phải chia nhưng mà rồi. Gỡ. Mấy cuốn rồi vậy sao? Để 2-3 cái giữ thằng cái tao. Tao nấu dài cái cậu thước mà ông nội. Đâu bình thường mình gói có khúc vào mỗi ngày gói 2 khúc cho dài cả. Nấu dài cậu ô thước. Ô thước có ngôi đàn chứ nữ nha. Đó. Tôi Vu Lan bà nghe chức nữ bà ở kia bất tiêu. Cái đại bánh tráng này nó dai. Nó thấy có dài đâu. Không chú Sang gói nhập đôi rồi đó, nó dài á. À, đúng rồi mỏng mỏng á. Gói đó. Dày quá nó dai. Nóng nứt. Nóng ít rồi. Nên bây giờ bắt đầu mình gói nắng ngủ mau 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 mình thẳng mình cuốn cuốn. Gói bụng này nó mặn. Rượu nó mặn. Nắng nữa. Quá ngon. Giỡn như vụ này hả anh Sáu? Bà là gói này dữ lắm nghe. Nãy giờ ông chồng ba gói bốn gói gì trời. Nói vậy chứ con gói cho cha gói đi con. Để một chút nữa cha vô á cha có thấy vậy nè rồi. Không. Đúng rồi, gói cha gói hả? À. Gói thì gói thứ ba. Con nãy con quấn được con quấn một. Nó cách nó thơm thịt ớt nó ngọt. Cái này con quấn lại. Quấn nữa. Ăn thêm cái miếng thịt ba má heo vô cái nó mềm nó béo. Ừ. Cho nó mẹ chiếc ông ngoại chai rượu đi đi lẹ rồi miếng cái miếng da đầu heo cho nó mát cái miệng coi. Rồi. Thôi mời cả nhà vô cái coi. Thứ gì có rồi có rượu tới rồi. Cảm ơn nghe tiên nha. Giá tôi mà nhỏ rồi.